Hùng Alex xin chào các bạn. Hôm nay ngày đầu tiên sau Tết Nhâm Dần 2022, Hùng Alex đi làm. Hôm nay là ngày đầu xuân nên là cũng có khách. Bây giờ mình mua giùm 50 và vé số để tặng khách. Nãy giờ kiếm vé số đã là luôn, bình thường là đứng chút xíu là có vé số lại mời, hôm nay là không có thấy luôn. Ở đây là phường 1, thành phố Tân An của tỉnh Long An. Mình đang kiếm vé số nha các bạn. Ngày đầu xuân đi làm thì không khí thì cũng bình thường. Do nghỉ Tết cũng khá là lâu, 9 ngày. Bánh mứt, này cửa hàng bánh mứt vào. À, vé số kìa kìa. Vé số. Mình sẽ đi theo cái người bán vé số đó để mua giùm 50 tờ vé số. Khoai lang Nhật 20 ngàn một ký. Cái bà bán vé số mà chạy nhanh dữ ta. Rồi, bà tấp vô rồi. Mình qua đường mình mua 50 tờ vé số. Bà đi nữa hả trời. Bà chạy phải bảo được. Vé số. Rồi, đó bà tấp lại rồi. Nãy là chạy theo gì hụt hơi luôn. Dạ. Bán cho con 50 bài. Đây. Một số nha, lựa số nào một số á. Xé ra ha. Xé ra được không vậy? Rồi xé đại ra ngoài. Số này là chừng nào sổ vậy? Chiều ngày mai được nha. Mai là hả? Dạ. Không sao. Số ngày nay mới hết rồi. Bữa đi cho đốc là bán trước 5 ngày lận. Dạ, tại vì nay là bán trước 1 ngày là mừng nha. 55 vé nè. Mấy? 55 vé tại nó cặp thôi, 11. Mình lấy ra 5 vé thôi. Không, để luôn đi. Tại cặp của nó có 55 vé phải không? Dạ. Này lấy trước đi. Cái dục cái này giùm nè, đang cầm cái miếng dưa đi ra luôn. Để. À. Nè, đưa thêm 50. Năm mới bắt đầu. Một số đó là 11 vé. Cái này tới số 4. Rồi. Tới số 4 là 55 vé. Số 5 11. Rồi. Rồi, cảm ơn nha. Đây, mình mới đưa được 55 tờ vé số. Người ta gửi là 55 ngàn là mua 50 tờ, nhưng mà do cái cọc này là 55 tờ nên là mình phải mua luôn. Mình sẽ rút ra 5 tờ. Rồi. Cảm ơn các bạn đã xem kênh. Xin chào các bạn.